Theo những thông tin phân tích dự báo, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu nông sản nước ta, đặc biệt là các ngành hàng có thế mạnh như rau quả, lúa gạo, các sản phẩm cây công nghiệp. Tuy nhiên, thách thức mà Hiệp định này mang lại cũng không nhỏ, đặc biệt là với ngành chăn nuôi. Ngay trong những ngày năm mới, nhà máy này phải tăng ca với công suất 100 tấn một ngày, vẫn không đủ số lượng đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Hiện các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Ukraine đã ký hợp đồng đặt hàng với sản lượng là hơn 5.000 tấn. CPTPP đã có hiệu lực với Việt Nam. Nhiều mặt hàng rau quả vào các nước trong khối như Canada, Nhật Bản, Australia sẽ bắt đầu lộ trình cắt, giảm thuế. Nhiều cơ hội lớn đã mở ra. Yêu cầu của thị trường này rất lớn, chỉ do mình không làm đủ cho họ không. Sợ mình không làm đủ tiêu chuẩn cho họ luôn. Chúng tôi đang có một cái chiến lược tức là thế này, không nếu như chưa chế biến được thì sẽ xây dựng một số những cái kho lạnh để rồi coi như thế là khi thu hoạch mà chưa tiêu thụ hết thì đưa vào kho lạnh. Trong khi đó, ngành chăn nuôi được đánh giá sẽ đón nhận từ CPTPP thách thức nhiều hơn là cơ hội. Thách thức hàng đầu là sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có giá thành cao, sức cạnh tranh thấp. Chẳng hạn hiện nay, giá thịt lợn hơi Việt Nam ở mức là 45.000 đồng 1 kg, trong khi ở nhiều nước trong khối CPTPP chỉ khoảng 32.000 đồng 1 kg. Mức thuế nhập khẩu thịt sẽ được giảm xuống 0% trong 4-8 năm tới với các nước thuộc CPTPP, có nghĩa là người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm nhập khẩu rẻ hơn như thịt bò từ Úc, New Zealand, thịt gà và lợn từ Canada, Mexico. Các nhóm thực phẩm hiện nay thì nước ngoài, các cái nước của CPTPP có lợi thế hơn chúng ta về khoa công nghệ, về tiềm lực kinh tế, về sự đầu tư và cụ thể hơn là về giá thành sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là một cái áp lực tích cực cần thiết. Ngay cả những ngành hàng được coi là có nhiều cơ hội từ hiệp định thì cũng không hẳn là không có thách thức. Đơn cử đối với rau quả hay lúa gạo, khi mà các thị trường gỡ bỏ thuế quan thì sẽ dựng lên những hàng rào thương mại mới, cụ thể là các hàng rào kỹ thuật. Ví dụ như Nhật Bản, anh phải xem là từ đất đai, nguồn chăm bón, nước nuôi, kiểm tra vi sinh vật, người ta kiểm tra an toàn vệ sinh lên hàng đầu. Các nước sẽ dùng cái hàng rào kỹ thuật để bảo hộ sản xuất. Thì rõ ràng chẳng hạn đặc biệt là hàng rào về kiểm dịch thực vật, hàng rào về an toàn thực phẩm, họ đã quy định khắt khe hơn. Rõ ràng, CPTPP mang đến cả cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp. Để tận dụng được cơ hội vượt qua thách thức, phụ thuộc vào việc các nhóm ngành hàng nông sản có đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng mà các thị trường trong khối CPTPP đặt ra hay không.